Hello, xin chào mọi người tới với kênh YouTube của mình nha. Hiện nay thì mình sẽ vào tiếp tục đánh cơm gạo trong bộ môn Baccarat này để các bạn tham khảo cách đánh của mình nha. Thì mình chọn luôn cái bàn này, thì vào bàn này thì khung cầu khá là đẹp, thì cầu cũng chạy 1-1 và cầu bền. Vào sớm thì bàn này là húc rồi, thì vào muộn một chút thì cũng không sao. Thì bây giờ soi qua cái đường cầu thì khung cầu đang chạy là bền cái và nhảy sang con. Cho lên tay đầu thì như mọi khi thì mình sẽ đánh nhỏ tay đầu nhá. Tay đầu mình sẽ đi con là 1,5 triệu. Và ngoài ra thì mình có nhóm kéo cho anh em nào cần tham gia nhóm của mình kiếm tiền, thì số điện thoại Zalo mình để bên dưới phần tiêu đề. Thì anh em nào cần thì các bạn cứ kết bạn Zalo, mình sẽ thêm các bạn vào nhóm nhá. Rồi, tay đầu hòa này. Bởi vào bàn này thì không cầu nó chạy rất là nhiều về cái và con thì nó cũng không có bệt nhiều, nên tay này mình sẽ bắt cầu bệt con đi. Mình sẽ đi là 1,5 triệu, thì cầm với số 4 vào là 7 triệu, thì mình sẽ chia 4 ra đi một tay là 10 đến 15 số 4 của mình thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là soi cầu để các bạn xem những cái clip của mình, các bạn có thể là vào chơi cái bộ môn này kiếm được tiền, chiến thắng cực kỳ là đơn giản nha. Rồi, con đánh tay đầu con 8 cái vẫn bốc 9 này. Tay đầu gãy lại này. Thì khung cầu chạy 1-1 trước đấy thì cũng chạy nhiều rồi, cho nên tay này mình sẽ không đi theo cầu 1-1 nữa. Mình sẽ bắt cái. Bởi vì hai cầu trước đấy là chạy 2-1 rồi. Thì theo như cách của mình chơi thì mình đã có kinh nghiệm chơi và mình cũng đã biết ra nhiều cầu. Thì nhiều bàn thì mình sẽ vào bàn là mình sẽ đoán trước cầu và số tiền nha. Rồi, cái này ăn lại, đang ăn ra là 500k này. Thì cầu chạy 3-2 hoặc là 3-2-3 thì mình sẽ bắt luôn là bắt cầu 3-1 nha. Cái này mình sẽ bích luôn là đi là tay 2,5 triệu này. Bởi vì cái chân cầu nó đang chạy là 3-1 và bây giờ nó đang bịt con là hai tay thôi, nên mình sẽ bắt bằng cái chân trước nha. Thì chơi bộ môn này thì hàng ngày mình, cái cạnh đánh của mình là hàng ngày mình vào mình sẽ đánh kiếm cơm gạo thôi. Thì mỗi ngày thì mình chỉ cần đánh ăn khoảng vài triệu là mình sẽ nghỉ nha. Và chơi cái này thì các bạn cũng không nên ham nhiều. Chỉ mỗi ngày các bạn bỏ ra một số vốn và ăn đủ chỉ tiêu là các bạn nghỉ nha. Rồi, tay thứ hai gãy lại rồi. Lại đi theo cầu 1-1 tiếp đi. Đánh lại bằng tiền tay trước này. Thì vào cái thời gian đầu bắt vài đường cầu đầu thì nó cũng không được may mắn cho lắm, nên mình sẽ ăn cố về sau này. Điểm đang là hòa này. Rồi, cái này ăn lại một tay là 2,5 triệu. Thì chân cầu đang chạy là 2-1 hoặc là chân cầu chạy 1-1, thì cái bàn này thì mình sẽ bắt luôn là chạy cầu 1-1 theo với chân cầu trước nha. Bởi vì chân cầu trước thì nó cũng chạy 1-1 khá là nhiều và hiện tại thì nó cũng chỉ có chạy đến hai tay 1-1 thôi, thì mình sẽ bắt luôn là chạy cầu 1-1. Thì chơi thì cái này thì các bạn bỏ ra một số vốn thì các bạn đánh thì cũng không nên run nha. Thì các bạn cứ tâm lý các bạn thoải mái, các bạn vào bàn các bạn chơi. Và khi các bạn đã có kinh nghiệm rồi thì các bạn vào đánh sẽ rất dễ dàng kiếm tiền thôi. Quan trọng là các bạn đánh ăn mà các bạn nghỉ được. Rồi, đứng cầu 1-1 luôn này. Thì tiếp theo thì mình vẫn bám tiếp cầu 1-1 đánh nhá. Thì nhóm của mình hàng ngày thì mình sẽ kéo các bạn là 3k, thì 4k là sẽ kéo các bạn ăn khoảng 15-20% số 4 là nghỉ nha. Và chơi cái này thì hàng ngày thì mình sẽ giúp các bạn là kéo cơm gạo, thì mỗi ngày các bạn sẽ tùy thuộc số 4. Thì các bạn vốn nhỏ thì sẽ kiếm ngày 500-1 triệu, còn các bạn vốn lớn hơn thì 10-20 triệu cũng có nha.
Rồi, ta lại cái chín này, ăn này. Bởi vì chân cầu thì nó chạy 1-1 theo với khung cầu trước đấy thì là cầu chạy 1-1 thì nó cũng gãy ở cầu 4 nhiều. Cho nên tay này mình sẽ không bắt mệt, không bắt 1-1 nữa. Đó thì là cái chân cầu thì nó chạy là mệt 1-1 là chạy tay thứ 4, thứ 5 là nó gãy rồi. Nên mình sẽ không theo nữa nhé. Lại này, khung cầu vẫn là chạy 1-1 này. Thì khi mình đã đánh bẻ rồi thì mình sẽ bẻ đến cùng nha. Bởi các bạn nhìn thấy là so với cái chân cầu trước đấy thì là cầu 1-1 có chạy đến 5 tay thì nó sẽ gãy. Và đến bây giờ thì nó cũng là chạy 1-1 5 tay rồi. Nên mình sẽ không theo cầu 1-1 nữa. Hai bên không này. Rồi, kén quá, ta này ăn này. Cầu nó chạy, khung cầu đang chạy như này thì mình sẽ bắt cầu ngắn nhá, sẽ là cầu 122 và hoặc là cầu 123. Ta này mình sẽ đi bắt cầu 22 luôn ta này. Bởi bàn này thì nó cũng khung cầu thì nó chạy cầu 1-1 thì nhiều. Và những cái khung cầu ngắn như là 1-2 hoặc là 1-2-3 hoặc là khung cầu 2-2 thì nó cũng chưa có ra. Thì khi các bạn vào những cái bàn như này, các bạn nên bắt những cái cầu đấy thì các bạn sẽ dễ kiếm tiền hơn. Và này tiếp tục hòa này. Và mình sẽ bắt cầu 2-2 đi. Tiếp lại một tay cầu 2-2. Thì anh em xem được những cái video của mình thì các bạn có thể theo dõi kênh và ủng hộ kênh của mình nha. Thì mỗi ngày thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình chơi ở trên kênh YouTube này. Trở lại bàn thì cầu nó cũng đang là chạy 2, đang bệt con 2 thì mình sẽ cứ bắt tiếp. Rồi, tay này ăn này thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha.